Sau 20 phút nướng thì mình đã xong được cái bánh này, cả nhà coi nè, đó, nó rất là xốp, bể ra, này, rất là xốp, còn nóng hổi luôn, rất là sô cô, này, ăn thử. Để làm món này mình gồm có 400 gram bột mì, bột làm bánh mì á, bột mì đa dụng, 70 gram đường, 1 cái trứng, 50 gram bơ, 200 ml sữa, nửa muỗng muối, sô cô la tại nó làm thành nhỏ như này mình cũng có thể bỏ nhiều hơn tùy theo gia đình mình thích, và một nổi khô gồm có 7 gram một nổi khô. Bỏ vào đây nửa muỗng muối, rồi đường, bơ, trứng, sữa này là sữa vam. Rồi tất cả các hỗn hợp mình bỏ vô đây, sữa là sữa ấm đó nha cả nhà, sữa đó không có nóng mà cũng không có lạnh, tức bỏ vô microwave là 30 giây, rồi xong mình bỏ cái bột nổi khô này vô, rồi xong mình đánh lên, dùng máy mình đánh. Em sang qua cái thau để mà nó có nắp đậy, mình đậy lại mình ủ để cho men nó nở. Đây, bột nó ướt như nó dính, mình rưới vô đây một tí, rưới vô đây một tí bột mì khô. Ủ lại trong chỗ ấm khoảng một tiếng đồng hồ. Đã sau một tiếng đồng hồ thì cả nhà mình thấy không, đây là cái bột em lấy ra nó nở như vậy nè, nở gần như gấp đôi gì đó. Xong mình cho một tí bột ở dưới cái tí bột để cho nó khỏi dính, thì bột này nó cũng nhão đó, mình bỏ xuống. Dạ, em cho cái sô cô la the instruction nè, nhỏ nhỏ như nè, chiều bạn bỏ vô đây mình trộn. Trộn lại. Nếu mình muốn ăn nhiều sô cô la em bỏ 50 gram, mình muốn ăn nhiều thì mình bỏ nhiều hơn cũng không sao. Mình cứ bỏ ra mình trộn đều lại. Mình cho thí bột áo nha cả nhà, để cho nó không có dính đó, bột này nó nhỏ, cho thí bột áo vô.
em chia cái bột này ra làm 8 phần ha. Thì lúc đầu mình chia ra làm 2. Mình cũng có thể làm nhiều cách, mình cân mình cân hoặc là mình độ cũng được. Thì mình làm trong nhà mình ăn không có phải bán, cho nên mình cái nhỏ thì cũng không sao. Đây, mình chia ra. Mình cho một. Mình rưới tí bột áo ra. Chia ra làm thành 8 cục như đây. Để không dính tay thì mình cứ cho một tí bột áo vô tay mình rồi mình lăn lên. Đây cả nhà nhìn thấy không? Xong em nặn ra thành 8 cục gì nè. Mình nặn xong rồi mình vò tròn tròn dẹp dẹp xuống gì đó. Rồi xong mình ủ 1 tiếng đồng hồ nữa. Trước khi mình đậy lại thì mình quết cho một lớp nước lạnh thôi. Đây nè. Lạnh mình quết lên để cho nó không có bị khô đó cả nhà. Này, để cho cái bánh nó không có bị khô. Thì để thì cái không khí nó sẽ làm cái bánh bột mình nó khô. Mình quết nước lên nha. Quết đều nước lên. Này, cả nhà nhìn thấy không, có cái lớn có cái nhỏ nhưng mà không sao. Mình làm mình ăn chứ không có bán, cho nên cái lớn cái nhỏ cũng không sao. Cục lớn cục nhỏ, nếu mà muốn chính xác thì mình tốt nhất mình cân. Xong rồi mình đậy, mình dùng cái khăn nhà bếp đây nè, mình đậy ủ lại vậy thôi. Rồi, để cho bột nở thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Sau khi quết nước lên ủ thêm 1 tiếng nữa thì bây giờ rồi mình trước khi bỏ vô lò mình sẽ quết cái trứng gà lên. Đây là có một cái lòng đỏ trứng gà, mình đổ vô đây 1 muỗng nước. Rồi mình đánh lên. Từ đó mình sẽ quết lên cái bánh. Thì lò của em dùng là nhỏ cho nên mỗi lần làm thì mình làm 4 cái, mình sẽ làm chia ra làm 2 lần. Đây, mình quết đều lên cái bánh. Đây, quết như thế này thì nó sẽ có màu nó đẹp. Mình bỏ vô là 160 độ, trước đó mình làm nóng 5 phút. Rồi bây giờ mình nướng 160 độ, lửa trên lửa dưới nha. Đây mình vặn lửa trên lửa dưới nha cả nhà. Lửa trên lửa dưới 160. Sau 20 phút nướng thì mình đã xong được cái bánh này cả nhà. Cả nhà coi nè, đó, nó rất là xốp. Bể ra rồi. Rất là xốp, còn nóng hổi luôn. Đó, có sô-cô. Đây. Ăn thử. Rất là xốp, rất là ngon. Vừa ăn. Rồi, mình xin dừng video ở đây. Chúc cả nhà làm thành công. Cảm ơn cả nhà đã xem phim. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần tới. Thank you.